móc cũng cũ cũ. Dạ đúng rồi, nhìn nó dơ dơ lắm. Còn em thì nhìn bà xã thấy trời sao gì mà chỉnh chu gọn gàng quá. Em thấy lần đầu tiên ở trong trường khoa học tự nhiên mà có một nữ sinh viên mặc đồ báo vô quần. Thời của em cách đây 10 năm không có ai vậy hết. Em gặp bạn này cái là em thích bạn liền không? Dạ không. Nó không phải là đùng một cái mà mình thấy là nó bất bình thường, mà nó sẽ trải qua nhiều cái sự phát hiện nhỏ. Đã. Thì cái phát hiện đầu tiên thảo luận về cách mặc đồ của cái chương trình. Nãy giờ Dương kể thì các anh chị cũng nghe là em là có bị bệnh là điệu bẩm sinh đó, nghĩa là em rất là điệu, cho nên nó là sẽ gây được ấn tượng với Dương là vì em điệu hơn các bạn. Chương trình người ta có 3 tiếng à, tụi em thống nhất là mặc 3 bộ đồ. Ban đầu Dương đề nghị thì rất là mắc cỡ, sợ em không chịu, nhưng mà em nghe 3 bộ đồ em mừng quá, tại vì mình được điệu. Dạ đúng rồi. Thích quá, cho nên đó là cái đầu tiên mình hợp ý nhau là mình rất là thích đẹp, mình rất là thích chỉnh chu. Vậy thì là bao nhiêu lâu sau cái lần mà tự nhiên đó thì tụi em có một cái cuộc gặp gỡ riêng để mà chính thức giống như mình để ý nhau á? Thì có một lần em nhắn tin với Dương là em đi làm về tối, thì Dương nói là sẽ đón em về. Cho nên đó là Dương chở em về, thì hai đứa ngồi ngoài lề đường ở gần cái khu em ở. Thì đó lần đầu tiên gọi là ngoài công việc và ngoài cái việc đi học thì gặp nhau bên ngoài. Lúc đó là có tỏ tình luôn không Dương? Chưa anh, chưa. Cái ngày tỏ tình đặc biệt lắm. Cái ngày em chính thức tỏ tình là ngày Noel. Ngày Noel năm rồi, ngày anh vừa rồi chính là kỷ niệm 9 năm. Ủa? Ngày quen nhau. Wow. 9 năm. Dạ, 9 năm luôn. 9 năm quen. Mình thấy cái đơn là mình thấy có vấn đề rồi đó, đúng không? Dạ đúng rồi. Lần đầu tiên thì xin phép được chào tất cả quý vị khán giả của chương trình Vợ Chồng Son. Xin chào chị Hồng Vân, xin chào anh Quốc Thuận. Đàn thì mình sẽ có hát nữa, tại vì em đàn không có hay, em hát thì cũng không có hay, nhưng mà hai cái đó hợp lại thì nó đỡ dở hơn. Đỡ dở. Thì dạ, dạ. Mà cái đối tượng mà em phục vụ chính là ai nè? Dạ. Bà xã đó. Dạ. Rõ ràng để chi biết không, đến lúc em đờn là em được quyền nhìn thẳng vô mắt bà xã. Thực ra thì khi mà đàn thì em cũng không có cần nhìn đâu, tại vì cái bài hát mà em viết á thì cũng là viết về bà xã. Trong lúc em lên dây đó, chuẩn bị đó thì bây giờ mời em, bây giờ em giới thiệu em một chút, vừa xong một cái là tiếng đàn cất lên liền. Đúng rồi. Dạ em xin chào chị Hồng Vân, xin chào anh Quốc Thuận và tất cả những quý khán giả xem chương trình này ạ. Em tên là Nguyễn Vũ Ngọc Châu, thì em đang làm CMO là chuyên môn cho văn phòng đại diện của Viện Tế bào gốc ESL Bio. Chào mời em. Dạ hiện tại thì em đang là giáo viên tiếng Anh, em tên là Nguyễn Thái Dương. Thì các bạn học trò của em hay biết là em hay dùng âm nhạc để mà đưa vô bài học để mà dạy. Nhưng mà hôm nay thì em sẽ không có dùng âm nhạc để đưa vô bài học, mà mình chỉ nói về tình yêu, tình yêu gia đình thôi. Là Dương nhiêu tuổi rồi cưng? Hôm nay em ngót nghét 30 rồi. Ngót nghét 30 rồi. Dạ, éo quá. Sáng 5.000 xôi, chiều 3.000 trà đá. Còn Châu thì sao? Thì em ngót nghét bằng Dương. 29. Thôi bây giờ em đàn một bài để cho anh chị ké. Ké, đúng rồi đó. Nghe ké cái coi. Dạ vâng ạ, em rất là hân hạnh. Thì cái bài này nó tên là cái bài Tự Nhiên. Tự nhiên hai người chẳng quen biết nhau mà có thể trò chuyện suốt đêm thâu. Tự nhiên hai người nào thân thích đâu mà trái tim chung nhịp cầu. Tự nhiên hai người từ hai xứ sở chẳng biết sao lại gặp gỡ. Tự nhiên hai người hai quê xa lạ giờ sống chung một nhà. Lạ thật đấy, lạ thật đấy, tự nhiên mình gặp nhau. Ô lạ thay, ô lạ thay, tự nhiên ta tâm đầu. Ô ngộ ghê, ô ngộ ghê, tự nhiên mình chung lối suốt đường đời. Tự nhiên mình thành đôi. Tự nhiên hai người từ đâu khiến xuôi lại chia ngọt sẽ bùi. Một khi có người sầu lo chẳng vui, người kia cùng với nụ cười. Tự nhiên bên đời anh đây có thêm người thân ấy là chính em.
Tự nhiên trong nhà anh ấy có thêm người anh sớm về mỗi đêm. Lạ thật đấy, lạ thật đấy, tự nhiên mình gặp nhau. Ồ lạ thay, ồ lạ thay, tự nhiên ta tâm đầu. Ồ ngộ ghê, ồ ngộ ghê, tự nhiên mình chung lối suốt đường đời. Tự nhiên mình thành đôi. Dạ, cái bài hát anh hay quá em ơi. Dạ, rất hân hạnh. Cảm ơn anh. Anh rất muốn biết hai vợ chồng em lần đầu tiên là gặp nhau như thế nào? Dạ, vợ chồng em lần đầu tiên gặp nhau là em đại diện cho lớp em và chồng em đại diện cho lớp chồng em làm MC trong trong cái chương trình gọi là truyền thống khoa về sinh học. Tụi em cùng trường, cùng khoa, chỉ khác lớp thôi ạ. Chắc là em gặp cô này là chắc là không bình thường nào đúng không? Cũng không có bình thường. Trước khi mà lên sân khấu làm MC á, là em thế cho một người bạn. Chắc vợ em không dám nói đó chứ. Vợ em về kể lại, trời, lần đầu tiên gặp anh á, em thấy cái gì đó nó dơ dơ. Tại ngày xưa sinh viên tự nhiên mà cái này chắc cũng xin lỗi các bạn tự nhiên, chứ thực ra mà nói mình là cũng là người tự nhiên. Thì mình thấy sinh viên tự nhiên nó tự nhiên quá. Không có chú ý về cái cách ăn mặc, đầu tóc, không có chú ý gì hết trơn. Ngày xưa tóc em nghệ sĩ để cái mái mà nó che hết nguyên khuôn mặt mà mồ hôi mồ kê mình, đúng là dơ, đúng là dơ, dơ là đó. Giờ thì móc móc cũng cũ. Dạ đúng rồi, nhìn nó dơ dơ lắm. Còn em thì nhìn bà xã thấy trời sao gì mà chỉnh chu gọn gàng quá. Em thấy lần đầu tiên ở trong trường khoa học tự nhiên mà có một nữ sinh viên mặc đồ bó vô quần. Thời của em cách đây 10 năm không có ai vậy hết. Em gặp bạn này cái là em thích bạn liền không? Dạ không. Nó không phải là đùng một cái mà mình thấy là nó bất bình thường, mà nó sẽ trải qua nhiều cái sự phát hiện nhỏ. Đã. Thì cái phát hiện đầu tiên thảo luận về cách mặc đồ của cái chương trình. Nãy giờ Dương kể thì các anh chị cũng nghe là em là có bị bệnh là điệu bẩm sinh đó, nghĩa là em rất là điệu. Cho nên nó là sẽ gây được ấn tượng với Dương là vì em điệu hơn các bạn. Chương trình người ta có 3 tiếng mà tụi em thống nhất là mặc 3 bộ đồ. Ban đầu Dương đề nghị thì rất là mắc cỡ, sợ em không chịu, nhưng mà em nghe 3 bộ đồ em mừng quá. Tại vì mình được điệu. Dạ đúng rồi. Thích quá, cho nên đó là cái đầu tiên mình hợp ý nhau là mình rất là thích đẹp, mình rất là thích chỉnh chu. Vậy thì là bao nhiêu lâu sau cái lần mà tự nhiên đó thì tụi em có một cái cuộc gặp gỡ riêng để mà chính thức giống như mình để ý nhau á? Thì có một lần em nhắn tin với Dương là em đi làm về tối, thì Dương nói là sẽ đón em về. Cho nên đó là Dương chở em về, thì hai đứa ngồi ngoài lề đường ở gần cái khu em ở. Thì đó lần đầu tiên gọi là ngoài công việc và ngoài cái việc đi học thì gặp nhau bên ngoài. Lúc đó là có tỏ tình luôn không Dương? Chưa anh, chưa. Cái ngày tỏ tình đặc biệt lắm. Cái ngày em chính thức tỏ tình là ngày Noel. Ngày Noel năm rồi, ngày Noel vừa rồi chính là kỷ niệm 9 năm. Ủa? Ngày quen nhau. Wow. 9 năm. Dạ. 9 năm luôn. 9 năm quen nhau. Rồi, tới giờ nè, tỏ tình có gì đặc biệt không nè? Em thức đêm thức hôm làm quà handmade rồi tặng bạn mấy con bò sữa bằng giấy. Lúc cảm nhận của em sao, nói tại sao không tặng là con chim sơn ca? Đúng rồi đó. Hay là xếp con gì đó mà xếp ngay con bò. Dương là mối tình đầu của em mà, cho nên lúc đó có người có tỏ tình với mình là mừng quá rồi, cho nên không quan tâm đến quà là gì luôn. Không để ý trâu hay bò hay là ngựa hay là cái gì luôn. Nói chung là mình nhận trong lòng rồi nhưng mình không nói ra. Không nói thành lời luôn. Dạ. Coi như là chấp nhận, em cũng hiểu là bạn này đồng ý thôi. Dạ đúng. Nhận quà mà chị. Như là ngày xưa không có nắm tay nhưng mà có hôn gió được không? Dạ có. Hôn gió hả? Dạ. Trời đất ơi, hôn gió bà nội ơi. Vậy hả? Hay là vậy hả? Trời ơi là trời. Rồi cái nấc thứ nhì là bao lâu thì em mới được nắm tay, rồi em mới được đặt cái luôn. Đặt cái bờ môi của em lên gò má của chị. Chắc cũng phải cả tiếng sau. Lâu quá. Lâu quá, chị tưởng nó nói là tháng sau hay năm sau. Không, mình cũng nghĩ vậy luôn á. Dạ, tóc, hôn tóc. Tóc thôi. 2 tháng sau. 2 tháng sau, là mấy hôn môi. À hôn môi. Hôn má thì em chồng không... em là hay quên á. 2 tháng sau là hôn má, 6 tháng sau mới hôn môi. Rồi đó. Nhưng mà là có lúc nào mà giận hờn nhau đến độ phải đứt đoạn không? Dạ giận một lần.
Em cũng không nhớ lý do tại sao, nhưng mà cũng giận nhau một tuần, cũng cảm thấy là buồn và tổn thương lắm. Nhưng mà cũng do là tụi em quen nhau từ ban đầu á là lý trí đi trước tình cảm, thành thử ra là suy đi nghĩ lại thì cũng không có ai hợp với mình bằng người này. Rồi bên này họ cũng nghĩ vậy, cho nên nó là ráng lắm mới được một tuần, giận nhau mới được một tuần. Rồi xong đó là ở quê luôn. Dạ. Và êm đềm cho tới ngày cưới luôn. Rồi vậy là hai đứa giữ gìn với nhau cho tới ngày lấy, ngày làm đám cưới luôn. Dạ, dạ. Đúng rồi. Như vậy là trước đó là cũng không sống thử, không gì hết luôn. Tụi em làm ăn chung, rồi chung rất là nhiều cái về tiền bạc tất cả mọi thứ. Nhưng mà chỉ là giữ gìn cái chuyện quan hệ thôi. Em ơi, cái đêm tân hôn vui không em? Dạ không. Sao vui được? Chú làm cái chương trình này bao nhiêu năm rồi là chú phải hiểu là cái kiểu giữ gìn đó là đêm tân hôn là chớt quớt. Dạ chớt quớt. Chớt quớt là do ông xỉn. Thì hai đứa tỉnh quá nên chớt quớt. Chắc cũng phải 2-3 tuần gì đó. Sau rất là nhiều sự cố gắng. Và đúng là cố gắng luôn đó. Rồi có cả lo sợ nữa. Rồi mình cảm thấy mình cái này mình chia sẻ kiểu đàn ông như không sao cả anh Thuận đó, kiểu là chưa có gì hết, đúng không chị? Cho nên là nó rất là khó. Khó lắm. Khi về hỏi mẹ, rồi hỏi bạn, rồi hỏi những người đi trước, ủa làm sao em phải hỏi ba chứ sao hỏi mẹ. Em cũng biết tại sao không có hình bóng của ba trong cái câu chuyện này. Chỉ có hỏi mẹ thôi. Mẹ cũng bó tay, hỏi ba. Còn bạn này mới hỏi mẹ nè. Rồi hỏi chuyên gia nữa. Hỏi chuyên... Bà trong đó em cũng thấy sao mình dở quá vậy. Cái này gì nó do mình không? Thí dụ như mình ào ào cái là được rồi. Nhưng mình sợ. Mình sợ chỉ đau. Tức là mình cứ không có. Cứ sợ quân. sợ quân hoài. Thôi rồi cuối cùng cũng ráng. Và cũng được 3 tuần, gần tháng sau. 3 tuần sau mới có đêm tân hôn. Dạ đúng. Đúng nghĩa. Trọn dạ, vẹn. Đúng nghĩa. Đúng. Còn em sao, có về hỏi mẹ không? Dạ không. Em thì em cứ im lặng thôi. Nhưng mà rồi á, trong 3 tuần lễ mà sợ quần chưa đâu vô với đâu á. Dạ. Em có bị hoang mang lo sợ không? Dạ không, em thì là tâm lý em lúc nào cũng vui vẻ, lạc quan á, với lại là em lo đi chơi, em lo lên kế hoạch để em được hưởng tuần trăng mật. Tức là trong 3 tuần trăng để chuẩn bị lên kế hoạch á thì không được. Nhưng mà trước khi đi là cũng được rồi. Rồi xong mày đi á, cái đó là dính luôn. Dính bầu luôn, bầu luôn. Một lần duy nhất, và từ đó là chỉ vậy, là coi như là từ lúc cưới cho tới lúc đẻ, mà đẻ con xong là phải kiêng nữa. Là coi như tổng cộng 2 lần. Trời. Tụi em chỉ mới tân hôn đâu đó chừng 5 đổ lại đây. Mà con em bao nhiêu tuổi rồi? Dạ 3 tuổi rồi anh. 3 tuổi dạ. Rồi. Dạ. Dễ thương quá. Rồi bây giờ chúng ta đến sang với cái phần là... rất là hấp dẫn nha. Nãy giờ anh thấy chồng em á nhẹ nhàng, điềm đạm, từ tốn, rất lịch thiệp vậy. Không biết anh ấy có nhiều tật xấu không ạ? Chồng em thì hay bề bộn, nghĩa là về là giày bỏ nơi, dớ bỏ nẻo. Cái bàn làm việc của chồng em mà nó sạch được quá 3 tiếng là em phải làm mà tiệc chúc mừng á. Vì lên ngồi cái là nó tùm lum hết à. Có nghĩa là ông để, ông quăng sách vở để dạ bừa bộn đúng không? Dạ đúng rồi, cái ba lô chồng em mà mở ra là coi như là giống như túi Doraemon, không thiếu cái gì hết. Nhưng mà em thì được cái là em thoải mái, cho nên là chồng em dậy thì em cũng thấy thoải mái. Ok luôn, không sao hết. Hai vợ em chồng em mà đi du lịch về là hai cái vali, là cái vali bỏ chỗ này, cái vali bỏ chỗ kia, rồi cứ lôi đồ ra mặt hết thì cất vali thôi chứ cũng không. Nhưng mà em có bừa bộn không? Dạ. Em có bừa bộn giống như ảnh không? Em thì em không bừa bộn như ảnh, nhưng mà em cũng không phải là người quá chi li trong mọi thứ. Còn gì nữa nè? Còn thật xấu gì? Có giống Nobita không? Dạ, quên chồng em quên là sao? quên số 1 luôn, nhưng mà may quá em số độc đắc. Em quên giỏi hơn chồng em. Quên. Tiếp tục nè. Chồng em cọc, nhưng mà em có thuốc trị. Thật ra là chồng em cọc thì em giả ngu, giả ngơ, coi như không biết gì hết. Xong rồi lấy hồi là quên luôn, thế là xong. Quên là mới cọc luôn á. Thật sự luôn, là kể tính tốt thì em kể rất là nhiều. Vậy em có mong muốn chồng em thay đổi gì không? Em thì em thấy như vậy là được rồi. Quá tốt. Dạ. Tới em đó Dương. Nói chung thì em cũng có một cái hội bạn thân, là cái nơi mà em hay chia sẻ những cái tật xấu của bà xã. Mấy bạn em cũng có bà xã hết, về kể với nhau thì mới phát hiện một điều, đó là cái tật xấu của mấy bà xã của mình thực ra nó ai cũng có. Y chang dạ. luôn á. Cái đầu tiên là cái mà em cảm thấy khó chịu nhất, nó làm cho em nhiều cảm xúc tiêu cực nhất, đó là cái chuyện mà phủ nhận tất cả những cái gì mình đã làm. Cái này nói được không ta? Chồng đi làm về thì phải đưa tiền chợ đó, đưa tiền chợ vậy. Nhưng mà mỗi lần mà giận lên chút xíu là anh không có lo gì được cho em hết trơn,
anh không có cho em cái đồng nào hết trơn á, đó kiểu vậy. Là quên, nó bị tính hay quên. Cầm tiền xong mà không nhớ mình cầm tiền của ai luôn. Dạ đúng rồi. Xong cái đó mới đưa hồi chiều đó, bây giờ kể nữa có chút xíu vậy mà cũng kể nữa, kể quá trời kể luôn đó, kiểu vậy. Rồi một cái ha. Rồi cái thứ hai đó là cái này gọi là quy tắc con số 4 mà mãi tới bây giờ em mới học được, chứ ngày xưa đâu có biết. Cho nên là luôn luôn gặp rắc rối. Mỗi lần mà giận nhau ấy, bả nằm xoay vô tường, còn em phải nói em ơi cho ôm cái nha, thôi đừng có đụng vô, thôi cho ôm cái đi mà, thôi đừng có đụng vô. Mình muốn ôm rồi đó, cái vợ mình mới nói không, cái này em nghiêm túc, tại vì bây giờ em mệt á, nếu mà anh cứ đụng vô người em như vậy nhiều á thì em sẽ không có ngủ được, cho nên là nếu mà anh muốn á thì nói chuyện sao bây giờ không đụng vô em. Nghe nghiêm túc quá, em tưởng thiệt. Cái thế là em ngủ luôn. Cái sáng mai tại sao hôm qua anh không ôm em, cái em, ủa anh ôm mới được đâu, không được, anh phải nhớ quy tắc con số 4, phải năn nỉ 4 lần tới cái lần thứ 5 mà em vẫn như vậy thì mới là thật. Đó thì đó là cái mà em học được, thì có như sao đó là bớt cái... xuống 2 lần cho đỡ mệt. Bớt xuống đi, ta đi chợ ta còn trả giá mà. Chứ nhiều khi mình thoải mái quá cũng đâu có được chị. Nhưng mà mình bây giờ phải làm nư chứ. Từ từ cái con số 4 nó lờn. Số 5, số 6 này kia là có nhiều cái chiêu trò khác nữa, cái đó là cái thứ hai. Này lại có lần em mệt nữa nè. Có một ngày đẹp trời nọ, cái tự nhiên cái cảm thấy khó ăn khó ở, cảm thấy hay cáu gắt. Lúc đó mình biết là giận rồi, mình cảm nhận được. Cái mình hỏi em giận anh gì hả? Đâu có giận gì đâu. Sau mãi sau này mình mới biết là ồ, hình như đã lâu rồi mình không có chuyện ấy. Cái lúc đó là lúc mới cưới, cũng lo toan nhiều thứ lắm. Rồi mới dọn ra riêng, có rất là nhiều gánh nặng phải lo, mà đùng cái có bầu nữa. Cái mới à trời ơi, thì ra là cái chuyện đó. Cho nên là mới khó nói. Đó chứ sau đó hiểu rồi thì lâu lâu em cũng mạnh dạn. Mà bây giờ chủ yếu là em đòi nhiều hơn. Rồi bây giờ có mong muốn thay đổi điều gì? Dạ, thay đổi gì không? Muốn thôi, chứ cũng hiểu là cái hoàn cảnh nó cũng khó. Tức là sáng sớm vợ nấu cơm, mình ăn cơm chung, vợ ở nhà chơi với con hết đi, mình đi làm được rồi, còn vợ đi làm cho vui, một ngày 4 tiếng thôi, một ngày 8 tiếng thôi đó, rồi còn lại thì mình lo hết, thì cái đó là cái mong muốn của em. Nhiêu thôi chị thấy vậy nè, chị có cảm giác thôi là hình như tụi em còn có một cái gì đó nó vẫn còn giữ kẽ với nhau á. Mặc dù là mình đã quen nhau tới 5-6 năm rồi, mình ở với nhau 3 năm rưỡi rồi, nhưng mà hai vợ chồng vẫn còn cái gì đó nó chưa phải là một. Nó vẫn còn cái sự giữ kẽ với vợ, giữ kẽ với chồng và giữ kẽ với mọi người xung quanh. Đó, thì giữ kẽ với người xung quanh là ok, là cái điều đó là nên phải bắt buộc. Nhưng mà em biết không, vợ chồng nó có cái vui lắm. Khi mà em đã vượt qua được cái điều mà giữ kẽ với nhau á, thì chị nói thiệt với em là cho đến thời điểm đó thì cái mảnh ghép kia, cái nửa kia mới chính thức là một nửa của mình. Nó khớp á, nó vô cái ngàm nó khớp. Và tự nhiên mình cảm thấy rằng là tất cả những cái gì mà xấu xí nhất mà mình cần phải ém đi, mình cần phải gì cho mọi người đừng có thấy, là mình chỉ có xả được với chồng mình thôi. Và ngược lại, chồng chỉ có xả được với mình. Nó thoải mái, nó nhẹ nhàng, nó sung sướng lắm. Không, cái đó chị nói nghiêm túc, em cứ thử đi. Tại vì cái người mà đi với mình đến cuối cuộc đời là chồng, là vợ mình thôi, chứ cũng có ai. Nếu mà mình thực sự là một nửa của nhau thì thành ra em thử cái cảm giác đó đi. Tức là tụi em đã rất nhiều những cảm xúc rồi, cái cảm giác rồi, bây giờ tụi em tận hưởng thêm một cái cảm giác đó nữa, là không giữ kẻ với nhau nữa. Đó là muốn là anh, đó ví dụ nha, đó lâu lắm rồi đó, ví dụ vậy. Chị nói vậy không cần phải nói xa nói gần, không cần phải tự hiểu. Em hiểu chị không? Không cần phải tự hiểu, tại vì như vậy nè, những cái đó nó sẽ làm cái hưng phấn của chồng em nhiều hơn. Hoặc ngược lại nha, tự nhiên ủa trời, bà rất cần đến mình, bà nghe là hiểu, bà rất là mê mình, bà rất là muốn mình, là tự nhiên cái hưng phấn nó nổi lên, đúng không? Đó, và ngược lại chồng cũng vậy đó. Thì chị góp ý vậy thôi. Em có vậy không? Có luôn. Không có. Bởi vì mấy hai đứa liên tiếp. Anh hy vọng là sau chương trình này về thì các em nếu như vẫn còn có cái gì mà chưa có thật sự là có thể tỏa ra hết, bung xòe ra hết á, thì hy vọng sau chương trình này về thì hai vợ chồng sẽ không còn có một cái gì đó kẻ, không có gì để giữ nữa hết. Nghe, cứ nói hết nghe. Rồi, cảm ơn.